Là sinh vật cấp thần và là Ogigami chính của một trong những chiến binh samurai mạnh nhất Shinkengon. AB Origami là Origami chủ đạo với hình dáng của một con tôm hùm hoàng kim khổng lồ, loài hung thú cực mạnh ngoài biển khơi, sở hữu sức mạnh đến từ Mojikaga mạnh mẽ bậc nhất, khiến nó có thể biến đổi thành cơ khí bậc 3 với hình dạng thức tỉnh của Daikaio. Đây sẽ xảy ra chuyện hiếm gặp vì chính hình dạng chế độ tôm hùm sẽ tỏ ra lợi thế hơn ở một số địa bàn chiến đấu. Video này được tài trợ bởi Homie Hobby. Nếu là dân otaku mà mấy bạn không biết đến quán cà phê mô hình này thì thật là một điều thiếu sót. Ngoài khung cảnh đẹp và khuôn viên thân thiện, các bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm cầm nắm hay tương tác với các mô hình khác nhau. Ngoài ra thì thực đơn ở đây cũng đa dạng và phong phú với mức giá khá là phải chăng. Và đặc biệt chính là cảm giác mùi nhựa hoang hoảng đem lại cảm giác như khi được về tới nhà. Ở thể biến dạng khổng lồ Samurai Grand Daikaio được đúc kết từ dạng thức chiến binh của AB Origami. Điểm mạnh nhất chính là Daikaio có 3 chế độ khi ở dạng riêng lẻ khác nhau, được hiển thị bằng những khuôn mặt thay đổi, và ở mỗi chế độ đều sở hữu năng lượng Mojikaga khác nhau. Chế độ Higashi mang sức mạnh của ánh sáng cùng đòn tấn công Lobster Claw Chu Paypad, cú đáp trả móng vuốt của tôm hùm. Dạng thức Nishi mang sức mạnh của gió với đòn tấn công gió lốc cùng phong được tạo ra từ quạt sắt ở phần đuôi. Dạng thức Minami mang sức mạnh sức nóng hừng hực với nhát chém hủy diệt Lobster Sword Daimyo Phyllis. Như củng cố được thêm phần sức mạnh đến từ một trong những samurai huyền thoại, AB Origami là minh chứng cho Mecha mạnh mẽ đạt ngưỡng cấp độ hơn với sức mạnh cơ bản chỉ riêng của bản thân để cho ra đời một trong đại cường tôm giả trong thời đại mới Daikaio.